trong thời gian qua thì có khá nhiều những khách hàng đã nhắn tin cho Trang và muốn Trang tư vấn về sa phong nhị hoa nghệ tây, và các bạn hay hỏi giá cho Trang. Và nếu như các bạn quan tâm đến sa phong nhị hoa nghệ tây bên Trang thì mọi người hãy vô thẳng tin nhắn, nhắn tin trực tiếp cho Trang nhé. Và Trang cũng xin chia sẻ thêm, đó là sa phong nhị hoa nghệ tây bên Trang thì nó là cái dòng thảo dược, nó có cái tác dụng là nó sẽ giảm đau dạ dày này, đau nhức xương khớp và tăng cường nội tiết tố nam nữ và cương cứng này, rồi chống rối loạn cương dương ở nam giới và kéo dài cái thời gian yêu đó. Và sau phong Tây Á thì được nhập khẩu chính ngạch tại Iran, có giấy tờ đầy đủ nên là khi mọi người sử dụng thì mọi người yên tâm được cái chất lượng nhá, tại vì nó được đóng gói nguyên ba nguyên kiện tại Iran luôn, và Iran là nơi chiếm 90% sản lượng về sa phong Tây Á, và nó cũng được mệnh danh là thủ phủ của sa phong đó mọi người. Và Iran cũng là nơi sẽ cho ra đời những cái dòng sa phong chất lượng nhất, chứ không phải là như Mỹ này, hoặc là như Dubai này, hoặc như Trung Quốc nhá. Hiện nay thì thực tế mà nói thì Dubai người ta cũng phải đi du nhập sa phong từ bên Iran về đó mọi người. Và như Mỹ và Trung Quốc hiện nay thì họ đã trồng được sa phong nhị hoa nghệ tây trong môi trường nhà kính, nhưng mà Trang cam kết với mọi người nhá, là cái hàm lượng thực chất này cũng không thể nào bằng được bên Iran, họ chỉ đạt về số lượng thôi nha, còn chất lượng thì không thể bằng sa phong nhị hoa nghệ tây ở bên Iran được đó. Nên khi mọi người chọn lựa mua sản phẩm thì hãy chọn lựa mua ở những nơi uy tín nha. Và hiện bên Trang đang phân phối dòng sa phong nhị hoa nghệ tây được nhập khẩu chính ngạch từ Iran, rồi do công ty Tây Á độc quyền phân phối tại Việt Nam, và được đặt riêng nguyên bao nguyên kiện tại bên Iran luôn, nên là mọi người yên tâm nha. Và Trang cũng tâm sự thêm một xíu, ở trong quá trình mà Trang tư vấn khách hàng thì đa số mọi người đều hỏi Trang cái giá ở đây, và không kịp cho Trang thời gian để tư vấn mọi người, tại vì mọi người nói là mọi người khá bận hoặc là một cái vấn đề nào đó. Nhưng mà đây là một cái sản phẩm dành cho sức khỏe, Trang cần phải biết được là các bạn đang ở trong tình trạng như thế nào, các bạn muốn cải thiện vấn đề gì về sức khỏe thì Trang mới tư vấn cho các bạn được nhá. Và các bạn mua cho mình sử dụng này, hay là các bạn biếu tặng, ví dụ các bạn biếu tặng thì cái người mà các bạn biếu tặng cũng đang gặp vấn đề gì về sức khỏe thì Trang cũng mới tư vấn được. Hoặc là đơn giản nếu các bạn muốn thải độc hay gì thì Trang sẽ có những cái cách tư vấn riêng và thật kỹ về sản phẩm nha. Và nếu như trong cái thời gian Trang báo giá đó, một số bạn thì có vẻ như muốn mua tặng ba mẹ này, một số anh em thì muốn cải thiện cái vấn đề về sinh lý này, nhưng mà khi Trang báo giá thì mọi người lại rất là ngại. Và trong cái quá trình mà Trang tư vấn về giá thì các bạn, một số bạn thì cứ nói là muốn tăng cường cái sinh lý nam, thì Trang cũng chia sẻ thêm nếu như các bạn muốn tăng cường sinh lý nam thì phải để Trang tư vấn và chọn liệu trình cho các bạn, tùy vào cái tình trạng Trang sẽ đưa ra cái liệu trình cụ thể. Và đây là cái dòng thảo dược thiên nhiên, nên Trang nhấn mạnh là mọi người phải sử dụng đúng đủ đều theo đúng hướng dẫn của Trang. Còn cái mức giá mọi người thì thực ra mà nói, sa phong trên thị trường đang rất có nhiều mức giá, nhưng sa phong Tây Á thì Trang cam kết cho mọi người cái mức giá ok nhất nhá, và hàng chính hãng nhất đó. Và khi mọi người sử dụng theo đúng cái liệu trình mà Trang hướng dẫn này đó thì sẽ nhận được những cái kết quả tối ưu về sức khỏe, và Trang cam kết điều đó cho mọi người. Và bây giờ trên thị trường nó khá là nhiều hàng giả hàng nhái, và những rất nhiều những cái trang fanpage đang mạo danh sa phong Tây Á để quảng cáo cho sản phẩm của họ, lấy các video và hình ảnh của bên sa phong Tây Á, nhưng mà khi giao cho mọi người thì lại giao hàng nhà giả hàng nhái đó. Rất nhiều khách hàng khi mua sa phong bên Trang đã phản ánh là bị như vậy, và cuối cùng là thấy Trang nên tin tưởng và đã mua về sử dụng. Thì Trang muốn nhấn mạnh với mọi người thì đó là một cái sản phẩm đưa vào cơ thể của mọi người kết hợp với mật ong và nấm đông trùng, thì nó sẽ tăng cái thời gian yêu của anh em lên và nó giảm khô hạn ở nữ giới đó. Và cái mức giá như vậy thì Trang thấy dành trong liệu trình sức khỏe khá là ok, nên là khách hàng bên Trang khi mà muốn sử dụng cái dòng sa phong chất lượng, và đây là cái dòng thảo dược thiên nhiên, nên mọi người nên sử dụng theo cái liệu trình mà người bán đưa ra để đạt cái kết quả tối ưu nhất. Và ví dụ như các bạn đang muốn giảm đau dạ dày, đau nhức xương khớp này, tăng cường sinh lý nam nữ này, thì hãy vào tin nhắn trực tiếp, nhắn tin cho Trang để Trang tư vấn cho mọi người nhé. Và Trang sẽ kết thúc cái video ở đây. Chúc mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Bye bye mọi người.